Đây là chương trình Siêu âm tướng Pháp với chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt, Sovagio và Mộng Lan. Đây là chương trình siêu âm tướng Pháp với chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovagio cùng Mộng Lan với ông Kính của Đỗ Minh Dũng. Mộng Lan xin kính chào thầy. Dạ, chào cô Mộng Lan, chào tất cả quý cô ông bà, anh chị em đang lắng xem và theo dõi kính thưa thầy như là, là tuần trước mình có hứa với quý khán thính giả là ngày hôm nay thầy sẽ nói sơ qua về bà chúa ngốc tại vì trong một lần đi xem địa lý đó mà thì mộng lan thấy là à, thầy có dặn dò khách rất là kỹ là bà chúa ngốc không có thể mà để tuốt cái chót vót ở trên cao như là gần đụng trần hay là tranh chúa cũng vậy Ngọc. cái đó là chúa à chúa, chúa ngoắt cái đó là bà chúa ngoắt dạ không còn bà chúa ngốc nữa cơ à, bà chúa ngốc là <laughs> hôm nay cô muốn hỏi tôi về bà chúa ngoắt hay là bà chúa ngốc bà chúa ngốc ấy thưa thầy à bà chúa ngốc mà bịt mặt á à, thưa cô mộng lan thưa quý vị nói đến là bên phép của thái lan coi như là bà chúa ngốc à người cái người nghệ nhân người ta đi ra cái tượng đó có nhiều dạng lắm chúa ngốc mắt đỏ rồi chúa ngốc bịt mặt rồi chúa ngốc bắt đầu có thần naga ở đằng sau coi như là tùy theo dạng nhưng trong chúa ngốc là hãy ai mà thỉnh cái phép đó đó là sử dụng là được là tâm từ nè à, tình yêu nè lòng bác ái nè à, tài lộc nè à, sự nói chung là đời sống tốt đẹp và khỏe mạnh đó nhưng thật ra nếu mà thờ bà chúa ngốc <laughs> mà đeo ở trong mình đó thì cho phép thầy nói hơi tế nhị một chút xíu à quý vị nào nghe hơi chói tay thì bỏ qua dù là nam mà đeo ở trong người hay hoặc là nữ đeo ở trong người thì phải nên rằng đeo gần tất cả ở các cái dùng kính cái chỗ kính thì nó mới linh chứ còn mà đeo một cách khoe khoang lộ liễu à, ra bên ngoài thì nó không được linh lắm hỏi tại sao vậy tại vì tất cả các huyệt đạo ở trong cơ thể của chúng ta ở trong kỳ kinh bát mạch của chúng ta cái dùng nào mà ngay cái sự mà kêu bằng là nhạy cảm nhất thì à, cái à, kho tượng đó cái nguyên tử nói chung là mỗi một cái tượng nó là một cái nguyên tử thì nó hấp thụ nó lại là mạnh nhất cho nên á, là phải cột cái sợi dây đeo ở dùng háng dùng thấp ở với lại tất cả những các cái bộ phận sinh dục của nam giới và nữ giới thì thần rất là linh trước khi mà nam nữ giao cấu với nhau thì cũng đừng có đáng ngại tại vì chơi cái phép đó là phải cho chúa ngốc hưởng trước đó à, phải để bắt đầu là coi như chúa ngốc coi như làm tình trước tất cả những các cái chỗ mà mình là cần là giao cấu với nhau xong rồi mới để qua một bên rồi bắt đầu là mới tới là chính cái bản thân của nhân vật đó nó là như vậy chúa ngốc thờ rất là đơn sơ nhưng rất là cực kỳ mạnh khi mà chơi với chúa ngốc đó phải xem chúa ngốc giống như là một người bạn thân phải quý chúa ngốc giống như là bản thân của mình đó ví dụ như mình bị da chạm vô ở trong cái vùng nào thì mình phải xin lỗi đó ví dụ mình đi cái tới ngang cây cột đó mình đụng vô một cái cốc mình phải xin lỗi à, đụng vô cái lu cái thùng phi hay là cái gì mà liên quan đụng tới giống như là chúa ngốc bị dắp té vậy cho nên mình phải xin lỗi tâm ý của mình luôn luôn là coi như là phải nhớ tới chúa ngốc à, khi ăn cơm ăn phở ăn ở nơi, nơi đâu phải mời chúa ngốc thì mình nhờ chúa ngốc cái gì á chúa ngốc cũng ra rất, rất là phò hộ rất là linh mà chúa ngốc là mạnh nhất về vấn đề trong thế giới đó là tình yêu à, ai khao khát về vấn đề tình dục thì rất là mạnh đó mà ai nô lệ về tình dục dục nhiều thì ngốc ngách luôn đó làm bị mờ đi lý trí cho nên con người ta phải quân bình lúc nào cần và lúc nào không cần còn cầu tài lộc thì chúa gốc phải nói rằng là sẽ ban cho tài lộc và trong công an việc làm rất là tốt đẹp chỉ có một điều là ai mà chơi chúa ngốc thì phải quỳ gối ngay ở cái level đó là bởi vì à, cuộc đời vẫn còn nô lệ tình yêu và sắc dục rất là nhiều chính vì như vậy không được lên cao hơn là lý do đó đó cô yeah thưa thầy như vậy thì uh, mà, chúa ngốc đó là nếu mà cần đến cái vấn đề mà tình dục thì là mình thờ chúa ngốc hay là mình kêu gọi cái người yêu mình hay là để cho người yêu mình mê đắm mình để mình, mình xài chúa ngốc hay sao thầy à, thưa cô mộng lan ví dụ muốn chinh phục cái cô bảy cô ba hay là một hai tà áo xanh áo đỏ nếu mà nam giới chinh phục nữ giới thường xuyên mà cái công thức kỳ chú luyện đó thì đeo cái sợi dây niệt ở trong giới kêu là vợ sợi dây niệt dây niệt là trong đó là chỉ ngũ sắc mình sơn xong rồi mình đeo bắt đầu là gần ở ngay cái 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 dưới rúng mình chút xíu càng gần cái chỗ kính nó càng tốt nói thẳng nó là như vậy nữ giới muốn chinh phục và tất cả các anh nam dân tài tử cũng vậy cũng phải đeo gần bắt đầu là ở cái điểm đó đó khi mà mình cần đến rồi mình đọc chú mình quán tưởng hình bóng của người đó ra mệnh lệnh tất cả những gì thì bắt đầu tự nhiên qua lại thì nó sẽ ứng liền nó rất là tốt nó linh thiêng vô vô cùng nhưng đó là về vấn đề phạm vi à, câu hồn đọt phách chiếm đọt sở hữu gì thể xác à, nhục dục à, thèm khát khao khát của của cái sự mà mà thế gian đó còn nếu mà muốn trí tuệ thì chúng ta tự kêu bằng chúng ta phải tự thắng lại chúng ta phải tự sửa đó đi trong đường ngay nẻo chánh chúng ta buồn nghiêng về tài lộc và sự sống thì chúa ngốc sẽ giúp cho tài lộc và sự sống rất là tốt đẹp bất cứ cái bùa phép nào cũng đều là linh cả nhưng nó có cái giá trị của nó và mình là người sử dụng mình lạm dụng nó mà đúng chuyện thì nó khác mà lạm dụng nó mà không đúng chuyện thì chính mình hại mình chứ không có bùa ngải nào hại mình cả nó là như vậy thuốc bổ mà uống cả bụng thì chết là trở thành bổ ngựa nó là như vậy uống có liều lượng thì rất là tốt đẹp nó là như vậy đó cô yeah. thưa thầy lê tấn đạt uh, mộng lan muốn hỏi thầy là mình uh, sử dụng bà chuối ngốc trong một thời gian rồi mình khi mà mình không còn muốn sử dụng bà chuối ngốc nữa mình có cần phải làm cái gì để mà tiễn bà đi không ạ à, uh, nó cũng có rất là nhiều cách nếu mà người có đạo đức uh, có đạo đức và uh, muốn cho nó bảo đảm về vấn đề phạm vi uh, với mình thì coi như là đem lên trên chùa coi như là giao lại cho một vị sư nào đó coi như là người ta tu chỉnh thật sự à, sư ơi thầy ơi nhận giùm con cái bảo bối này đi coi như con xài nó nhiều quá con chán rồi bây giờ là à, con cảm thấy rằng là vì sao chân anh rung vì sao chân anh mỏi vì sao và vì sao hãy nói với cuộc đời tình yêu như lưỡi dao rồi bắt đầu chán nản rồi lúc đó giao cho sư để cho ông sư đó ông gánh cái nghiệp đó đó tại vì chỉ có người thầy đức cao trọng vọng coi như là người ta cao đạo người ta mới gánh nổi cái nghiệp của mình đó rồi xong rồi cái mình hãy quên đi thì dòng thời gian bắt đầu là nó sẽ biến mất còn nếu không xài mà mình muốn giữ lại cái kỷ niệm đó thì mình gói kỹ mình bỏ vào cái hộp à, trang nghiêm nhưng mà nhớ không được để chung với bàn thờ phật tại vì chúa ngốc không có phù hợp ngồi chung với lại bàn thờ phật mà hãy ai mà sử dụng à, đeo chúa ngốc à, kêu bằng ở trong người mà đi vô ở trong chùa thì chịu khó quay chúa ngốc để đằng sau lưng tại vì chúa ngốc là thần bịt mặt chúa ngốc với lại thần mắt đỏ gặp đức phật thì hơi mắc cỡ chính vì lẽ đó phải ơn sau lưng đó đó là, là tại sao bịt mặt không thế thầy yeah. và quý khán thính giả vẫn đang theo dõi cuộc nói chuyện của Mộng lan dành cho chim tinh gia địa lý gia lê tấn đạt sovagio à, với ống kính của đội minh dũng và số điện thoại của quý vị làm hẹn với chim tinh gia địa lý gia lê tấn đạt sovagio là bảy một bốn chín không chín bốn ba hai hai bảy một bốn chín chín bốn ba hai hai thưa với quý khán thính giả trong một lần mà Mộng lan đưa thầy lê tấn đạt lên à, ở thành phố à, alhambra hero smith à, Mộng lan quên mất rồi thì đến một cái tiệm mà bán toàn qua những cái tượng cũng như là những những cái vật mà của tây tạng đó thì thầy có thấy được một một vị vị phật mà đằng trước có một cái cô gái mà ôm cứng nhắc thì là thầy mới giảng nghĩa cho một lan nghe thì thầy có thể cho cái khán giả biết đó là cái ý nghĩa của cái tượng đó không thưa thầy thưa cô Mộng Lan thưa tất cả các uh, chư vị đạo hữu ở trong giới à, uh, thầy nói trong giới là trong giới nào thầy? trong giới là giới mật tông À, tại vì trong á, nhà phật á, à, có hai môn à, mật tông là gì rồi tịnh độ tông là gì à, tịnh độ tông tôi cắt nghĩa một cách khoa học và dễ hiểu giống như một cái cây cổ thụ à, đi lên à, mật tông là cái lõi là cái tinh túy tinh túy nằm ở bên trong để mà bắt đầu nuôi cả cái cây à, hút hết tất cả các tinh chất à, sự sống để nuôi cả một cái cây à, cho nên cái lõi đó, đó nó là lấy hết tất cả các hợp chất tốt đẹp để mà nuôi cái cây cho nó xanh sôi thì nó nằm ở bên trong nó là cái cốt lõi nó là cái tinh túy à, đặc biệt cho nên nó, nó là âm cho nên mới gọi là mật tông đó còn tịnh độ tông tịnh độ tông thì đại diện cho cái vỏ cây ở bên ngoài để bảo vệ mật tông đó mật mà không có tịnh độ thì mật cũng không là gì đó mà tịnh độ tông mà không có mật thì cũng coi như là chẳng có được cái gì nhiều cho nên chính vì những lẽ đó à, giữa mật tông và tịnh độ tông mâu thuẫn nhưng mà nó nhất một thể đó mật tông là âm giống như cảnh sát chìm vậy đó còn là tịnh độ tông thì nó bên ngoài giống như là cảnh sát uniform vậy đó một cái xô ra và một cái không xô ra thì a di đà phật nói đến à, trong một cái tượng này xin cho con được là coi như là phổ biến rộng trong thế giới về vấn đề phạm vi mật tông người ta nói phật không bao giờ là đụng vô với gái với này với nọ này kia kia nọ à cái đó đúng đó là bởi vì tịnh độ tông không cho phép tất cả các thầy mặc áo cà sa và bắt đầu là coi như là nam nữ thọ thọ bất thương thân trai gái không được đứng gần hãy đứng gần mắt công cọ cọ thì cái đó đúng à, ha. nhưng ở đây là cái tượng này lấy cái biểu tượng của à, tướng coi như là của bổn sư thích ca mâu ni phật nhưng mà cái nghệ nhân nắn ra à, một vị này đó là kim cang thì ở trong này à, nó có nhiều giới gọi rằng đây là cực lạc vương bồ tát trong cái thế giới cực lạc vương bồ tát con người của chúng ta chánh nhân quân tử dù có tu chỉnh cho đến đâu chăng đi nữa đến cái giây phút mà nam nữ phải cần giao cấu để mà sanh con thì phải có nam có nữ đàng hoàng cho nên cái tượng người ta nắng ra rất là đẹp chỉ có trong thế giới mật tông á bắt đầu là mới nắng ra và để đưa ra thì cái lúc mà đã lên ở cái thế giới mà cực lạc vương bồ tát rồi á thì lúc đó đó mình muốn mình là cốt thú thì mình sẽ là cốt thú mình muốn mình cốt thần tiên thì cốt thần tiên muốn làm sao thì nó ra y như vậy cho nên cái kho tượng này rất là đẹp đó nhưng rất là linh nhưng mà hãy ai mà thờ cái kho tượng này á À, nếu mình quảng bá cho nhau để mà người có hạnh phúc thì rất là tốt còn nếu mà ai công nhận à, thì tốt còn ai không công nhận thì để tự họ học để mà tìm cái sự thật của cái cuộc đời à, giữa siêu và hiện bởi vì giữa siêu hình và hiện hữu mâu thuẫn mà nhất thể mâu thuẫn là chỗ nào nhất thể là chỗ nào À nếu chúng ta muốn đi xuyên tường, xuyên dách, xuyên núi, xuyên lửa giống như họ Được, nhưng làm ơn, chịu khó Bỏ mấy chục cái lô thịt sống này cho nó ra thành tro bụi đi Linh hồn của chúng ta sức ra sẽ đi xuyên qua hết tất cả các tầng lớp Còn nếu mà chúng ta còn nô lệ cái thể xác mấy chục cái lô thịt sống này Thì chúng ta phải chịu khó Coi như là đi đứng cái gì nó cũng chậm chạp hết Bởi vì linh hồn của chúng ta giống như mà đi lên hành tinh vậy đó, đó Nó bay bổng hết tất cả mọi sự cái mà bắt đầu uh, siêu hình là kẻ nhìn thấy mà người không thấy bởi vì đó là trong cái thế giới âm giới ai cũng có thể thấy được cái thế giới đó hết muốn thấy được làm ơn phải chấp tay coi như tu chỉnh thiền tịnh thật sự phải nam mô a di đà phật thật sự tại vì đời người của chúng ta giống như cái ly cà phê sữa đá kêu bằng ngày nào tiền manh tiền cương tiền giường tiền chiếu cuối tháng là ông thần biêu ông hiện hồn về đầu óc tâm trí bắn loạn hết cho nên làm sao mà thấy được cái thế giới đó muốn thấy được cái thế giới đó trước hết phải đọc kinh chú đại bi cỡ khoảng là chừng là dài ngàn biến cái đã cho tâm hồn nó lắng xuống cái đã khi tâm hồn lắng xuống rồi tự nhiên quý vị sẽ thấy được cái thế giới vô hình trong thế giới thứ ba có thật sự chứ không phải là một sự bịa đặt của tất cả các người đi trước tại vì chính tôi đã thấy nó là như vậy nhưng quý vị tôi thấy mà quý vị không thấy đó là mâu thuẫn nhất thể là gì cái thế giới đó người ta cũng là con người mình cũng là con người nó là như vậy nhưng trong thế giới đó cũng có thiện và ác con người của chúng ta muốn ác thì sẽ có cái vị ác về để mà người ta dạy dỗ mình còn nếu muốn đi con đường thiện thì cái thế giới đó xuất hiện kêu bằng là cái tâm thiện cái là cái vị đó chuyên môn làm thiện để mà giáo huấn mình đó cho nên mâu thuẫn là kẻ thấy người không thấy nhất thể là giống nhau nó là như vậy thưa thầy à, một Lan xin phép được, được hỏi thầy vậy chứ là trong cái lớp thiền mà thầy đã hướng dẫn và cô Quỳnh á, là một trong những người mà đệ tử ruột của thầy về thiền đó thì khi mà cô Quỳnh hướng dẫn cho các đệ tử của của cô đó thì có có thấy được những cái gì thầy thấy không thưa thầy à hồi ngày xưa đó thì cô ta đó à, vẫn còn à, ăn à, cơ, ăn cá ăn thịt chút chút nhưng mà khi mà cô ta đã thấy rồi cô ta đã nhận rồi cô ta đã ngộ rồi tự nhiên cô ta lại là thích ăn rau à, nhiều hơn à, cá cô ta cũng bỏ luôn rồi là à, thịt cô ta cũng bỏ luôn từ cái người không biết mà cô ta rất là khoa học bây giờ cô ta đã cảm nhận và thông rất là nhiều à, trong cái thế giới mà khi vô thiền rồi đó chưa chắc người thầy hơn người đệ tử nha tại vì mỗi một cái trình độ à tôi nói khi mà vô cái thiền nó là như vậy nè à, mỗi một người trong cơ thể một người nó mở một cách khác nhau. À, giống như cái người đó, cái kiếp trước họ đã có tu chỉnh, đạo hạnh của họ cao như kiếp này cái họ còn bầu ngủ. Họ ngủ, họ chưa có tỉnh giấc ngủ được. Cái người kia tới gọi họ thức dậy cái tiềm thức họ mở ra thì cái trình độ của họ cao hay là thấp là do nơi ở cái thời quá khứ của họ cho nên khi cổ đã ngộ được rồi thì cổ không có thích nô lệ về vấn đề phạm vi đó là thịt cá nữa mà cổ thích về vấn đề rau và ăn chay trường luôn mà cổ cầu cái gì là được cái nấy cầu cái gì cho ai là thành tựu cái đó cổ giúp ai điều gì thì ở mọi sự rất là tốt đẹp và viên mãn đó cái đời sống rất là hạnh phúc, mua bán làm ăn cái gì nó cũng đều là thuận tiện cả, là bởi vì sao? Cô ta đó là thực tâm tu đó là như vậy. Nhưng mà câu hỏi của Mộng Lan đó là cô 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 Quỳnh đó có đi vào cái thế giới mà khi mà vào thiền đó thì thầy đã thấy được hay không thưa thầy? Tại vì Mộng Lan biết là cô Quỳnh là người cuối cùng mà thầy truyền cái vấn đề mà à, mà, mà 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 thiền đó. À, từ đó trở đi ai muốn học thiền thì phải qua cô Quỳnh. Cô Quỳnh đó là một phụ nữ rất là giỏi, à, đại diện cho công ty Evolve Life đó quý vị và mỗi sáng đó thì cô có một cái lớp dạy yoga à, và cô cũng có rất là nhiều đệ tử mà học thiền với cổ. Thì Mộng Lan muốn hỏi thầy đó là cái thế giới thiền mà thầy thấy đó thì những người như là đệ tử của thầy là cô Quỳnh á có thấy được những gì thầy thấy không? À thưa cô, khi đã đạt đến cái trạng thái mà bước vô thiền nó có nhiều bước như vậy nè, tôi nói cho cô nghe, cái bước thứ nhất là chuyển thể. Cái bước thứ hai là nghe được âm thanh. Cái bước thứ ba là sẽ nhìn được thấy đó là đó gọi là siêu quan siêu quan khi mình muốn thấy cái gì mình chỉ cần tập trung tinh thần lại con mắt thứ ba của mình tự nhiên mở ra giống như là quý vị đang xem tivi vậy nếu sức khỏe của quý vị tốt thì bắt đầu xem cái màn hình nó rất là rõ còn nếu mà sức khỏe của mình đêm đó đêm 7 ngày ba vô ra làm thêm cái nữa thì cái điện của mình nó lưu thì cái tivi của mình sống nó nhiễu tùm lum đó cho nên ai cũng đều là thấy hết á nhưng mà trong cái thế giới này không có thích khoe khoe khoang nhiều mà nếu không khoe khoang không phổ biến ra thì nó không có những cái con nét sắp tới tại vì thiền nó giống như là một cái sự dây mượn đó nhưng mà khi mà chúng ta ngộ và nhận được rồi nó hay vô cùng phải nói rằng tôi ước mơ gì bắt đầu là coi như kiếp kế tiếp tôi cũng vẫn sinh hoạt cái nghề nghiệp này tôi muốn đời đời không bao giờ hư mất đó hãy ai mà bước vô thiền rồi sẽ thấy được ví dụ như tôi muốn thấy nhà tôi thì bắt đầu tôi bước vô trong thiền à bắt đầu là coi như là dùng thần định thần xong rồi thấy sinh hoạt nhà mình kêu bằng em mình đang làm gì à, mẹ mình đang làm gì à, trong dòng họ của mình đang làm gì mình thu lại tất cả mọi sự thấy nó kế một bên nó rất là lạ lắm cô nó là như vậy và Mộ Lan cũng xin thưa với quý khán thính giả đó là trong cái chương trình này đó thì thầy chia sẻ những cái kinh nghiệm của bản thân thầy Lê Tấn Đạt đến với quý khán thính giả. Có một số quý vị cái tâm rất là ác khi mà coi những cái show của thầy thực hiện đó thì là quý vị phê bình rồi quý vị văn tục chửi bậy ở trên cái cái YouTube mà Mộ Lan không hiểu là khi quý vị đánh những cái lời đó ra quý vị có thấy là tự cảm thấy xấu hổ với bản thân mình hay không tại vì mình là cái con người ăn học mà mình lại đánh những cái câu rất là thô tục ra trên đó để mà làm bẩn mắt những cái người khác xem thì Mộng Lan xin thưa rằng tất cả đều là một chữ chấp nếu mà quý vị chấp á, thì quý vị sẽ tiếp tục sống ở, ở trong một cái thế giới rất là rất là là, là thấp thấp hèn thưa quý vị Còn nếu mà chúng ta mở lòng ra để mà nghe Tại vì thế giới chúng ta có rất là nhiều những cái sự thay đổi Có rất là nhiều những cái những cái hay lạ mà chúng ta cần phải học Chúng ta giống như thầy nói đó Thầy à, có thể hướng dẫn cho đệ tử thầy Nhưng mà chưa chắc thầy đã giỏi bằng đệ tử thầy Đệ tử thầy là cô Quỳnh rất là giỏi thưa với quý khán giả Có thể là qua mặt thầy luôn đó là cái nhân duyên của mỗi người Thầy Nam Mộ Lan xin thưa rằng đó quý vị chửi thầy rồi quý vị chửi Mộng Lan Thì tất cả những cái nghiệp đó quý vị gánh à, Mộng Lan cũng xin thưa như vậy Xin quý vị hãy nhẹ tay và nhẹ lời Đừng có mà nói nói những cái câu mà 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 giống như là thu tục như vậy thưa quý vị à, số điện thoại để quý vị làm hẹn với chim tinh gia địa lý gia lê tấn đạt Gio là bảy một bốn chín không chín quý vị ở ngoài california ở ngoài hoa kỳ quý vị ở những cái quốc gia khác quý vị có thể email cho thầy ở địa chỉ là đạt Tấn Lê 1969 yahoo.com. Đạt Tấn Lê 1969 yahoo.com. À, rất là nhanh thầy có thể nói về cái cái này không thầy? À, thưa cô Mộng Lan và thưa tất cả quý vị, khi ai mà ở trong thế giới mật tông thì ai cũng biết về vấn đề đó là kính đàn. Kính đàn này á rất là linh thiêng. Nếu ai mà thờ coi như là Phật mẫu chủ đề thì cái kính đàn này rất là phải nói rằng là linh thiêng và hiệu lực vô cùng à, ví dụ như chúng ta không thể quán tưởng được ở trong thân tâm của chúng ta chúng ta đọc kinh trì chú niệm chú tất cả mọi sự ký gửi ở trong cái kính đàn này thì rất là hay à, quý vị nên nhớ nha A Di Đà Phật ở đây cái kính đàn này á nó có hai mặt đây là mặt đằng trước còn đây là cái mặt đằng sau đó đây là cái mặt đằng sau còn đây là cái mặt đằng trước. Quý vị à, muốn ví dụ tôi muốn có tiền, tôi muốn có người yêu, tôi muốn chinh phục cô đó, anh đó, tất cả mọi sự, quý vị viết ra cái ý nguyện của quý quý vị. Viết ra, viết ra trong một cái giấy, quý vị cầu nguyện xong rồi cái mở con ốc ở dưới cái đít này ra. Mở con ốc này ra. Bắt đầu cái quý vị bỏ vô. Đã nhớ đừng có bỏ tóc, đừng có bỏ móng tay người ta bệnh, người ta chết tội nghiệp người ta à, tôi muốn cô a tôi muốn anh b tôi muốn cái gì đó rồi bắt đầu cái bỏ vô trong đây dặn lại đây là con ốc mà nghệ nhân người ta đã là design thì ở đây á, là có cặp rồng ông rồng đó là gọi là long thần hộ pháp đã kêu bằng đã xong rồi bắt đầu cái mình để lên ở trên mình phải tôn trọng kính đàn bắt đầu á mình trì chú xong mình ký gửi ở đó thường thường bắt đầu là ba bốn căn gì đó tùy theo cái, cái lực của mình cái tự nhiên sự việc đó ứng một cái sự rất là lạ lùng nó là như vậy kính đàn này rất là mạnh con của mình vào tù muốn con của mình sớm mau ra tù trì vô trong kính đàn đó con của mình hút xì ke ma tí mê gái mê trai kêu bằng bỏ nhà ra đi tất cả mọi sự bắt đầu viết tên tuổi con của mình vô ký gửi cho long thần hộ pháp bắt đầu tâm của mình thành bắt đầu là niệm coi như là là, là kinh điển vô đâu đó đàng hoàng tự nhiên ơn trên sẽ xây chuyển mang con cái của mình về đời sống mọi sự yên vui và tốt đẹp mình có thể tìm mà kính đàn đâu thưa thầy à, tất cả kêu bằng là về vấn đề kính đàn này đó cái tiệm mà bán mà giá trị nhất ở đây á, là nằm ở trên lót tại vì ở trên lót có một cái tiệm đó coi như là bán đồ thuộc về đó là của tây tạng không tại vì ở bên tây tạng rất là nghèo khổ tất cả các sư các thầy bên đó cao tăng rất là cao đạo người ta mở ra một cái tiệm ở bên này đó cũng chỉ là làm một cái sự là công đức thôi à, chứ không có phải mà lợi nhuận gì đâu đó những cái sự đá quý tất cả mọi sự rất là là đắt tiền bắt đầu là coi như là cái tiền đó người ta mới bỏ vô ở trong một cái quỹ đó người ta mới giúp cho ở bên cái sự mà nghèo đói khổ ở bên tây tạng và các sư ở bên đó chứ người ta bỏ cái công ra những người mà có cái tiệm đó người ta giàu lắm chứ không phải người ta chết đói cũng phải người ta lợi dụng để mà mua bán phật pháp đâu đó nhưng mà người ta muốn bành trướng tất cả các cái bảo bối những cái sự mà tốt đẹp của các thầy ở bên tây tạng rồi lấy những cái tiền đó để mà cho các thầy để mà làm phương tiện nó là như vậy đó là cái tiệm đó nằm ở trên lót Uh, và nếu mà uh, trong lúc mà quý vị xem mà Đỗ Minh Dũng và Mậu Lan tìm được cái địa chỉ đó thì cũng sẽ show lên trên màn hình cho quý vị để quý vị có thể uh, đến để mà xem những cái uh, món đồ um, uh, vật những rất là vật. Dạ, những linh vật đó uh, rất là đẹp ở trên đó thưa quý vị uh, một lần nữa thì trước khi tạm chia tay nếu mà quý khán giả cần một lá số tử vi trọn đời với cái phần mà uh, uh, tiên đoán về tương lai rất là chính xác thì quý vị có thể gọi cho chim tinh gia địa lý gia lên tấn đạt mộng lan cũng đặc biệt cảm ơn đến quý thân chủ của thầy Thầy đến một lần xem tử vi trọn đời với thầy sau đó thấy thầy tiên đoán tương lai rất là chính xác rồi cái nhận thầy làm cố vấn có một vị khán thính giả đi một cái quốc gia khác để mà làm ăn đó thì trước khi mà cô làm bất cứ một cái chuyện gì cô đều gọi để thỉnh ý thầy xem là, có 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 nên làm hay không nên làm thì hồi sáng nay một lan vô tình nghe thầy nói chuyện với cô đấy thì cô nói chứ là khi mà thầy diễn tả những cái người mô tả những cái người đó mà làm việc với cô đó thì cô nói chính xác thầy ơi y hệt như vậy luôn thành ra mong là quý khán giả sẽ Um, uh, gọi cho, cho chim tinh gia địa lý gia lê tấn đạt Sovaggio, nếu quý vị muốn có một lá số tử vi trọn đời hay là quý vị muốn thầy uh, nhuận sắc lại cái phong thủy địa lý cho căn nhà của quý vị hoặc là cơ sở thương mại của quý vị và quý vị làm theo y hệt như là những gì thầy nói thì từ 7 ngày cho đến ba trăng tức là 3 tháng quý vị sẽ thấy được cái sự mà khác biệt quý vị có những cái câu hỏi nên hay không nên làm một chuyện gì quý vị cũng có thể đến để bốc dịch và nhờ thầy giải cho quý vị và quý vị nào mà muốn xem uh, bói bài bát quái cửu cung mà thầy dùng dịch lý để mà giảng nghĩa ra cái quẻ bài của quý vị chứ không phải là một cái quẻ bài bình thường mà tự quý vị quý vị cũng có thể bói được đó thì quý vị cũng có thể gọi làm hẹn với chim tinh gia địa lý gia lê tấn đạt sovajo ở số là bảy một bốn chín 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 bốn ba hai hai bảy một bốn chín chín bốn ba hai hai và quý vị cần liên lạc với thầy ở những cái nơi khác ngoài hoa kỳ ở những cái quốc gia khác quý vị có thể email cho thầy ở địa chỉ là đạt tấn lê một chín sáu chín at yahoo dot com đạt tấn lê một chín sáu chín at yahoo dot com cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý khán thính giả và mong rằng quý vị xem những cái chương trình mà thầy thực hiện với tất cả cái lòng thành của thầy đó xem một cách phóng khoáng và độ lượng quý vị hãy để tâm mở rộng ra để mà nghe những cái gì có thể là chúng ta chưa biết và quý vị có thể biết những cái điều gì mà thầy chưa biết thì đó chỉ là những cái sự chia sẻ mà thôi xin quý vị hãy rộng lòng tha thứ cho tất cả những cái gì mà quý vị nghĩ rằng đó là không có vừa ý của quý vị một lần nữa Mậu lan cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị xin cảm ơn thầy Lê Tấn Đạt. Dạ, cảm ơn cô Mộng Lan và dạ, tôi cũng muốn nói một cái này thực tế nhất quý vị mà xài tất cả các pháp cụ linh linh vật của tây tạng thấy bằng đồng bằng đá bằng vàng bằng bạc bằng thau nhưng quý vị biết không hiện ra trở thành con người thật đó chứ không có phải những cái vật này là tượng trưng nhưng mà trong cái tượng trưng nó rất là linh nhưng mà trong nó hiện thân ra người thật luôn đó cô rất là linh thiêng bởi vậy mới nói đó là mật tông bởi vậy tôi khoái tu là như vậy đó <laughs> cảm ơn thầy và kính chào quý khán thính giả chào quý vị Phong thủy là một học thuyết có nguồn gốc từ thời cổ đại, chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến vận mệnh, phúc họa của đời người. Muốn cho máy ấm của quý vị có nhiều tiếng cười, mọi người sống trong hạnh phúc, bình an. Muốn cơ sở thương mại của quý vị có đông khách hàng, khách vào lúc nào cũng vui vẻ, hài lòng và sẽ trở lại. Xin gọi chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt để thầy đến nhuận sắc lại phong thủy cho quý vị với một giá cả thật phải chăng 714 Đời người là một cuộc hành trình biết bao hạnh phúc, sung sướng, khổ đau, thành công và thất bại Đôi khi làm chúng ta chán nản với cuộc sống hiện tại Vì không có câu giải đáp để chúng ta có đủ can đảm tiến bước Mộng Lan xin hành giới thiệu đến quý vị Chim Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt Đã được chân sư đào tạo trên 30 năm học hỏi trong nghề Chim Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt đã bắt đầu được làm thầy lúc 12 tuổi Chuyên về siêu âm tướng Pháp, tử vi, bói bài bát quái cửu cung, xem chỉ tay, địa lý phong thủy, bốc dịch Muốn tìm hiểu thêm về số mệnh cuộc đời mình, xin gọi để lấy hẹn với chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt trong cùng ngày ở số 714 909 4322 909 4322.